Chào mừng quý vị đã quay trở lại với hành trình tìm hiểu lịch sử Trung Quốc. Quý vị thân mến, Lưu Bị và Quan Vũ vốn là anh em kết nghĩa vườn đào. Tình cảm của hai người họ là điều mà xưa nay hậu thế không cần phải bàn cãi. Ấy vậy mà nhiều người vẫn không khỏi thắc mắc rằng tại sao ngày xưa khi Quan Vũ bị sát hại mà người anh lớn Lưu Bị lại chọn cách xưng đế thay vì đi báo thù cho người em thân thiết của mình. Liệu rằng tình cảm của hai người chưa đủ lớn để Lưu Bị có thể hy sinh sự nghiệp hay còn có một nguyên nhân bí ẩn nào đằng sau? Quý vị đang thiên về suy nghĩ nào? Hãy cùng Lịch sử Trung Quốc đi tìm hiểu câu trả lời trong video ngày hôm nay nhé! Như nhiều quý vị đã biết thì trong Tam Quốc Diễn Nghĩa, Quan Vũ và Trương Phi là anh em kết nghĩa của Lưu Bị, ba người tình như thủ túc. Năm 219, ở thời Tam Quốc, Quan Vũ dẫn đại quân Kinh Châu tiến hành Bắc phạt, vây khốn Tào Nhân ở Phàn Thành. Tiếng tăm của Quan Vũ nhất thời đạt tới đỉnh cao, cướp lấy Hứa Đô, kinh đô của Hán Ngụy. Vì Quan Vũ quá lợi hại, Tào Tháo và Tôn Quyền đã liên hợp với nhau cùng tấn công Quan Vũ. Quan Vũ không ngờ hậu phương bị Tôn Quyền cướp lấy, bất đắc dĩ đành phải đánh bại Mạch Thành, phá vòng vây về phía Ích Châu. Nhưng Tôn Quyền từng chịu nhục khi bị Quan Vũ cự tuyệt hôn sự giữa hai nhà, vì thế hạ lệnh vây bắt Quan Vũ. Khi Quan Vũ chạy trốn đến Lâm Tự thì bị bộ tướng của Đông Ngô, Mã Trung bắt sống. Quan Vũ bị áp giải đến trước mặt Tôn Quyền, thà chết bất khuất, bị Tôn Quyền hạ lệnh chém đầu. Năm đó là tháng 1 năm 220 đấy, quý vị còn nhớ không? Lưu Bị ở Ích Châu xa xôi sau khi biết tin Quan Vũ qua đời, đầu tiên là xưng đế, sau đó mới dẫn đại quân đi báo thù cho nghĩa đệ. Động thái này xuất phát từ 3 lý do sau. Thứ nhất, Lưu Bị ưu tiên chuyện công trước chuyện tư. Năm 220 xảy ra hai sự kiện lớn, đầu tiên là Quan Vũ bị giết, sau đó là Tào Phi, con trai Tào Tháo ép Hán Hiến Đế Lưu Hiệp thoái vị và xưng đế. Đối với Lưu Bị, thủ hạ đắc lực đại tướng Quan Vũ bị giết, đây là chuyện cá nhân. Hán Hiến Đế Lưu Hiệp bị buộc phải thoái vị, Đông Hán diệt vong, đây mới là chuyện chính sự đấy quý vị ạ. Lưu Bị lấy nhiệm vụ phục hưng Giang Sơn Hán Thất để tranh giành thiên hạ với Tào Tháo và Tôn Quyền. Hiện tại, Hán Hiến Đế Lưu Hiệp bị buộc thoái vị, sinh tử chưa biết. Lưu Bị nhận được tin đồn Hán Hiến Đế đã bị Tào Phi hại. Nhiệm vụ quan trọng nhất của ông lúc đó chính là công bố cái chết của Hán Hiến Đế, đồng thời xưng đế tiếp tục thống trị Hán Thất, sau đó khởi binh báo thù cho Hán Hiến Đế. Ban đầu, Lưu Bị không còn mặn mà lắm với việc xưng đế, nhưng sau đó, theo yêu cầu của Gia Cát Lượng và các đại thần văn võ thục Hán khác, sau một thời gian chuẩn bị, ngày 15 tháng 5 năm 221, ở phía nam núi Võ Đàm, ở Thành Đô, chính thức xưng đế, niên hiệu Trương Vũ. Tiếp tục triều đại Đông Hán, ông bổ nhiệm nhiều văn võ đại thần, trong đó có Gia Cát Lượng làm thừa tướng đó quý vị ạ. Lúc này chính sự đã xong, Lưu Bị bắt đầu làm việc riêng của mình, cũng chính là báo thù cho đại tướng Quan Vũ. Trong Tam Quốc Diễn Nghĩa, Quan Vũ và Trương Phi là anh em kết nghĩa của Lưu Bị, ba người tình như thủ túc. Trong chính sử, ba người Lưu, Quan, Trương mặc dù không kết nghĩa ở Đào Viên, nhưng Quan Vũ là đại tướng mà Lưu Bị tin tưởng nhất. Bây giờ Quan Vũ vô cớ bị giết, Lưu Bị với tư cách là đại ca nhất định phải báo thù cho anh em của mình, như vậy mới không phụ tình, phụ nghĩa. Thứ hai, đó là do Lưu Bị phải ổn định đại cục. Ở thời Trung Quốc phong kiến, khi một hoàng đế băng hà, thái tử chịu tang cho phụ hoàng qua đời trước hay xưng đế trước, thái tử nhất định phải ngồi lên ngôi trước, tiếp nhận toàn bộ văn võ đại thần triều bái, ổn định đại cục, sau đó mới chiếu cáo thiên hạ đó quý vị ơi. Hoàng đế Đông Hán Lưu Hiệp bị buộc thoái vị, ngai vàng hoàng đế Đông Hán tạm thời trống. Lưu Bị dưới sự ủng hộ của quần thần đăng cơ xưng đế, ổn định đại cục, thu nạp lòng người. Sau đó Lưu Bị mới có thể triển khai các công việc như đông chinh, thảo phạt Tôn Quyền, báo thù cho Quan Vũ. Thứ ba, Lưu Bị cần thời gian chuẩn bị quân lực và lương thực để tác chiến. Phát động một cuộc chiến tranh quy mô lớn cần chuẩn bị một lực lượng vũ trang và lương thực. Lưu Bị cũng không ngoại lệ. Lưu Bị còn phái Mã Lương đến Nam Trung triệu tập man tướng Samakha đến cùng thảo phạt Tôn Quyền. Thời điểm đó, Lưu Bị đã chiến đấu kịch liệt với đại quân Hán Trung và Tào Tháo trong nhiều năm, hao phí lương thảo, binh lính chết trận vô số kể, mặc dù cuối cùng đã cướp được Hán Trung nhưng vẫn là một chiến thắng thảm hại. Tin Quan Vũ bị giết truyền đến Ích Châu chỉ cách thắng lợi của trận Hán Trung chỉ qua một năm. Ích Châu còn chưa hoàn toàn khôi phục lại như xưa, không cách nào chống đỡ được một lần đại chiến khác, quý vị nhỉ.
Sau khi nhận được tin Ngụy Văn Đế Tảo Phi qua đời, Gia Cát Lượng bắt đầu chuẩn bị lương thảo, bắc phạt. Nhưng mãi đến 2 năm sau, tức năm 228, Gia Cát Lượng mới chính thức xuất binh. Đông chinh của Lưu Bị cũng tương tự, từ chuẩn bị lương thảo, huấn luyện quân đội đến chính thức xuất binh cũng cần thời gian 2 năm đó quý vị ạ. Và đó chính là những nguyên nhân khiến cho Lưu Bị phải tạm gác lại nỗi đau cũng như ý định trả thù cho người huynh đệ mà thay vào đó là lo lắng và hành động cho nghiệp lớn. Song lật lại về cái chết của Quan Vũ năm đó, thiên hạ vẫn vô cùng hoang mang về kẻ đã ra tay giết chết Quan Vũ, không ai khác chính là tướng Mã Trung. Mặc dù là hạ gục được kẻ đứng đầu Ngũ Hổ tướng, song cuối cùng danh thế của ông ta vẫn bị chìm nghỉm trong chốn xa trường. Vậy rốt cuộc nguyên nhân là gì? Liệu có hay không thế lực đứng sau báo hại thanh danh của Mã Trung? Câu trả lời sẽ có ở phần tiếp theo của video. Mời quý vị cùng tiếp tục theo dõi nhé! Nói đến danh tướng và hổ tướng trong thời Tam Quốc, Ngũ Hổ tướng có lẽ được nhắc đến nhiều và quen thuộc nhất với những ai tìm hiểu về lịch sử Trung Quốc. Kế tiếp là Ngũ Tử Lương tướng và 24 danh tướng tài giỏi đấy quý vị ạ. Ngoài ra có một người sẽ được nhắc đến nhiều lần, địa vị của người này trong quân đội chỉ ở chức vụ bình thường, song lại có hai vị hổ tướng nổi tiếng đã chết trực tiếp và gián tiếp dưới sự chỉ huy của nhân vật này. Đó chính là tướng lĩnh Đông Ngô, Mã Trung, người đã bắt chết Quan Vũ và bắn chết Hoàng Trung. Chính vì Quan Vũ và Hoàng Trung quá nổi danh, thế mà đều chết dưới tay Mã Trung, cho nên rất nhiều người cho rằng Mã Trung rất lợi hại và gọi ông là thần cấp thượng tướng. Tướng quân thuộc đẳng cấp thần thánh hay thần xạ thủ giỏi nhất Tam Quốc. Thậm chí không ít người còn bức xúc vì Mã Trung không được xếp vào hàng 24 danh tướng. Câu hỏi đặt ra là, Mã Trung có thực sự mạnh như vậy không? Lực lượng của ông có thể vượt qua rất nhiều danh tướng xếp trong 24 danh tướng sao? Thật khó hiểu phải không nào, thưa quý vị? Thế nhưng, chúng ta hãy cùng nhìn lại chi tiết hai vị hổ tướng lừng danh Quan Vũ và Hoàng Trung bỏ mạng dưới tay Mã Trung. Khi Quan Vũ đột phá vòng vây ở Mạch Thành, dưới trướng chỉ có khoảng 200 người. Đầu tiên gặp Chu Nhiên, đánh một hồi thì gặp Phan Trương. Nói cách khác, Quan Vũ sử dụng vũ lực suốt cả đêm, đến gần 5 giờ sáng mới mệt lả, xung quanh chỉ còn mười mấy quân sĩ thôi quý vị ạ. Điều quan trọng là Mã Trung bắt được Quan Vũ không phải bằng vũ lực mà bằng hai lần phục kích, đồng thời dùng móc câu và thòng lọng để khiến Quan Vũ ngã ngựa. Quan Vũ ngã xuống đất bị bộ tướng Mã Trung của Phan Trương bắt giữ, tức là Quan Vũ bị Mã Trung bắt sau khi vấp phải dây ngựa và bị bao vây bởi đám đông binh lính đã mai phục từ trước trên con đường núi hẹp. Trong trường hợp này, Mã Trung không hề giao chiến trực diện với Quan Vũ mà chỉ nhờ vào mưu kế và số đông cộng thêm vị hổ tướng đã mệt lả sau nhiều trận đánh. Nếu đổi thành Lữ Bố hay Triệu Vân cũng không thể nào chống cự nổi. Năm 220, Lưu Bị dẫn 70 vạn đại quân đánh Đông Ngô để báo thù cho Quan Vũ, Trương Phi. Nhân vật Hoàng Trung dẫn quân đến Di Lăng nghênh chiến với quân Ngô. Hoàng Trung bị Phan Trương dụ rơi vào vòng vây của Chu Thái, Hàn Đang, Lăng Thống. Khi đột phá, bỗng nhiên gió lớn khiến Hoàng Trung di chuyển cực kỳ khó khăn và kém linh hoạt, bị Mã Trung bắn vào vai trên sườn đồi và qua đời sau khi về trại đó quý vị ạ. Dưới đây là một số điều cần làm rõ. Thứ nhất, Hoàng Trung lúc bấy giờ đã là một lão tướng 75 tuổi và khả năng phản ứng trên chiến trường chắc chắn không còn nhạy bén như xưa. Thứ hai, Mã Trung đứng ở vị trí trên cao bắn Hoàng Trung và cũng không bắn trúng chỗ hiểm. Tên bắn vào hốc vai giữa, gió mạnh khiến Hoàng Trung không thể tránh được mũi tên bắn bất ngờ và hướng gió song song với đường mũi bay của mũi tên khiến lực bắn mạnh hơn. Với kỹ năng bắn cung như vậy, làm sao Mã Trung có thể gọi là xạ thủ giỏi nhất, quý vị thấy có phải không nào? Tiếp nữa, ông lại là thuộc hạ của Phan Trương, một tướng lĩnh có năng lực bình thường đó quý vị ạ. Phan Trương là một trong 12 hổ thần ở Giang Đông. Chúng ta biết rằng binh lực cá nhân của các tướng lĩnh ở Giang Đông kém hơn rất nhiều so với Tào Ngụy và các tướng lĩnh của Thục Hán. Trong số 12 hổ thần này, ngoại trừ Cam Ninh, Trình Tấn, Lăng Thống và Chu Thái thì những người khác đều có thực lực trung bình. Phan Trương nhiều nhất chỉ ở mức giữa trong số 12 người. Ông đã chiến đấu với Quan Vũ và bị đánh bại trong 3 hiệp. Vậy thì với tư cách là thuộc hạ của Phan Trương, Mã Trung có thể mạnh tới mức nào? Hơn nữa, nếu thực lực quân sự của ông tốt, Tôn Quyền đã sớm thăng chức cho ông. Cũng trong trận Di Lăng,
Quan Hưng giết Phan Trương và gặp Mã Trung. Mã Trung cưỡi ngựa đến tiếp đấu Quan Hưng nhưng không chiến đấu một mình mà cùng với 300 quân sĩ bao vây Quan Hưng. Điều này chứng tỏ năng lực độc chiến của Mã Trung rất tầm thường, ít nhất là kém hơn rất nhiều so với Quan Hưng. Do đó võ nghệ và kỹ năng bắn cung của Mã Trung chỉ ở mức trung bình, hoàn toàn không có cơ sở để Mã Trung có thể đứng trong hàng ngũ hổ tướng hoặc thậm chí là danh tướng, chứ đừng nói đến là danh xưng vị tướng cấp thần hay xạ thủ giỏi nhất Tam Quốc. Điều giúp Mã Trung lập nên chiến công chính là vận may. Ông phục kích và bắt được Quan Vũ, tình cờ bắn tên trúng Hoàng Trung khi ông đột phá vòng vây. Còn quý vị thì nghĩ sao về thực lực cũng như danh tiếng của tướng Mã Trung? Hãy để lại ý kiến của quý vị trong phần bình luận bên dưới video nhé. Ngoài ra, nếu thích video này thì cũng đừng quên nhấn like, subscribe và chia sẻ video. Còn bây giờ thì xin chào và hẹn gặp lại trong các video tiếp theo.